những trang mạng, những clip live stream quảng bá thu hút nhiều lượt người xem. Trên các sàn thương mại điện tử, gian hàng mì gạo bao thai Định Hóa của hợp tác xã Tâm Trà Thái cũng có sản phẩm tiêu thụ lên tới hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng. Đây là những con số mà hợp tác xã đạt được từ việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác quảng bá sản phẩm mì gạo bao thai Định Hóa của đơn vị. Được liên minh hỗ trợ rất là nhiều, gần như là các cái lớp tập huấn cầm tay chỉ việc, đặc biệt là hợp tác xã Tâm Trà Thái được tham gia rất là nhiều các cái hội chợ triển lãm thương mại và trên toàn quốc. Qua những cái buổi giới thiệu như thế này thì hợp tác xã cũng đã đưa được cái sản phẩm uy tín chất lượng của bên mình đến tận tay người tiêu dùng. Còn đối với hợp tác xã sản xuất và thương mại dịch vụ Bản Việt, dù mới đi vào hoạt động, song nhờ ứng dụng công nghệ số, hiệu quả sản xuất của hợp tác xã đã được nâng cao rõ rệt. Thay vì sản xuất thủ công bằng tay như trước đây, hợp tác xã đã đầu tư nhà xưởng, khu trưng bày quy mô 200m². Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu cơm cháy Én Vàng đã được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Cách tiếp cận theo hướng là 4.0, chuyển đổi số bây giờ thì là cái nhận diện của thương hiệu cũng như là của sản phẩm đến rộng rãi tới bà con, từ người tiêu dùng hơn, không những là trong tỉnh, còn là ngoài tỉnh cũng như là kiều bào. Toàn tỉnh hiện có 760 hợp tác xã, trong đó hơn 80% hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị đã tạo nên các sản phẩm mang giá trị hàng hóa, sản phẩm đạt tiêu chí quốc gia OCOP, chất lượng thương hiệu được nâng lên, quan tâm công đoạn bảo quản, chế biến, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi xác định cái khâu xúc tiến thương mại để giúp các hợp tác xã no cái đầu ra cho sản phẩm là một cái khâu rất quan trọng. Do vậy là trong công tác đào tạo thì chúng tôi đã mở rất nhiều cái lớp để mời các hợp tác xã lên có sản phẩm lên tham gia và các tự làm các cái clip từ các cái TikTok để đưa cái sản phẩm của mình lên các cái trang mạng xã hội. Cái thứ hai đó là quá trình làm thì chúng tôi sẽ mời các cái hợp tác xã cùng làm các chương trình live stream để quảng cáo chéo với nhau về các sản phẩm của các hợp tác xã. Và cái nữa là trong quá trình xúc tiến thương mại thì chúng tôi đã đưa các hợp tác xã đi xúc tiến thương mại tại các cái hội chợ trong nước cũng như là ngoài nước. Có thể thấy, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần giúp các hợp tác xã phát triển bền vững.